Dạ anh em nha, hôm nay mình mới giảng cho anh em cách tháo bình xăng con Sigus và xúc bình xăng luôn nha anh em. Trước tiên mình sẽ tháo cánh bình này ra trước nè. Dặn ốc, hai ốc hai bên, đây đây. Tháo cánh này ra. Rồi kế tiếp mình mở đây có một con ốc. Đây một con. Đây một con, đây một con. Giật cánh bẩn này ra, giật đây. Sau đó mình sẽ dùng cái lục giác 5 ly nha anh em. Dặn ở đây có đèn con, đèn con. Hỏi mở cánh bửng bên đây nha, mở cánh bửng bên đây được rồi. Làm vậy cho nó nhanh. Rồi giờ mình sẽ rút cái bút xăng này ra. Lấy vít mở cái trái gà ra nha. Rồi cái này mình lấy kìm hoặc là cái chìa khóa miệng 12 gì cũng được, mình dẫn này ra. Rồi vậy là phần mình tháo là cấp tốc luôn nha anh em, khỏi tháo bẩn này ra. Rồi bây giờ tới phần mình tháo vệ sinh cho anh em coi. Mình rút cái này ra luôn nha. Đó, mình rút qua bên nào cũng được hết. Đây bông tu mà mình nhớ gắn lại cho đúng nha. Để mình kiếm cái giúp việc. Nhớ khúc là mình trong này nó có cái đốt trong này nha. Anh em nhớ lấy cái gì đẩy cho nó ra. Trong này là nó dơ, dơ trong này nè. Đó. Quan trọng là cái này nè. Mở luôn cái kim chỉnh cái anti ra luôn nha. Mở ra rồi thổi xịt này kia vô cho nó thông lại hết cho nó cũng nhẹ. Anh em nào xúc bình xăng ở nhà nhớ nha, nhớ kỹ nha, mấy nãy có lò xo nhỏ kỹ nha cho chừng mắt nha. Rồi đây là ốc gió nè, mở ốc gió luôn. Gió nó cũng có lò xo luôn, nhớ kỹ, máy này phải kỹ nha, phải mắc là mua không có, khó mua lắm. Rồi, cái phần mình xúc nè. Này mình dùng một ít xăng nha. Ít xăng mình đã kim đó rồi cho mình ngâm. Ngâm cái này. Mình vệ sinh cho cái bình xăng cho nó sáng đẹp luôn. Rồi nhớ trong này là nó cũng có bụi, trong này mình vệ sinh sạch sẽ chạy cho nó mới ngọt được. Mình khi nó còn dơ cái mình nổ máy cái nó hút rồi.
kia này mình phải dòm nha, dòm cho nó có thông qua nha, đừng có để cho nó nghẹt nha. Nè, mình dòm sao mà cho nó thấu qua luôn, đừng để cho nó nghẹt lại chạy không có ngọt. Cây này cũng vậy luôn, cây này mình phải chà rửa cho sạch sẽ. Cái này cũng quan trọng lắm. Mình vệ sinh vòng vòng cái bình xăng cho nó sạch luôn nha, cho nó đẹp. Nhớ mình thổi cho mấy cái rổ này nè cho nó thông khói ra hả. Đây giờ mình gáp vô nè em, nhớ nha, nhớ cái con tu nha, con tu nó treo vậy nha. Giờ để vô đây xong cái mình xỏ cái cốp qua cho nó giữ cái phao xăng lại. Để cái đầu nhỏ vô chớp nha. Đây, nó có đầu bự, đầu nhỏ nè. Đầu bự, đầu nhỏ nè, mình để cái này vô. Đầu nhỏ vô chớp nè nha, để quên cái mình để vậy là không được nha. Nè, anh em thấy kỹ chưa? Anh em xúc tại nhà thì chắc cũng không gành, thì mình chỉ chi tiết. Nè, đó, để vô. Đó, cái này mình dặn vô. Quay ghim thì nó dễ, xúc nó dễ hơn bình xì gốt. Bình xì gốt thì hơi khó. Rồi cái này thì dễ, này thì đầu nhỏ cứ vô trước. Rồi mình siết cho chặt lại luôn nha, đừng để cho lỏng nha, cũng chặt vừa thôi, đừng có quá mạnh tay nó bể rồi gồi luôn. Rồi nập lại nè, đây có cái lỗ nè. Đó, ở đây có cây nè, mình cho nó ngay đây là đúng rồi, không này nữa như là xong. Mình bắt ốc vô, anh em nào mà có làm tại nhà mà lỡ mà làm không được á thì cứ alo cho mình nha, mình chỉ cách gáp lại chớp. Đó, anh em nào mà tháo ra rồi quên á thì mở lên coi lại, và lỡ mà gáp cũng không được luôn nữa thì điện cho mình nha, mình chỉ nhiệt tình cho. Mà ốc này mình phải siết cho đều 4 con nha, không có siết con nào cứng trước nha. Đây siết đều lại, để lên siết cho một con cứng, ba con kia nó chưa cứng, nó bị mo cái bình xăng nha, mo bình xăng cái nó sẽ chảy xăng vòng 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 đây nè. Đó, mình siết vừa thôi. Hãy subscribe.
Rồi bây giờ mình dặn cây kim đót vô. Cái này là kim gió. Cái này là cây chỉnh gan ti nha. Chỉnh L. Rồi phần súng xăng là xong nha, để mình gắp lên má. Mình gắp vô cho anh em coi nha. Thì mình dặn cái này vô trước nha, dặn cái này vô trước. Nhớ xiết cứng lại nha, cái này là cái dây e nè. Nè, mình để vậy là có cái gảnh bự nè. Gảnh bự nha, mình để bình xăng đúng chiều nó dày. Mình phải cho cái gảnh nhỏ bên cái gảnh dài là nó nằm bên đây nè, thấy chưa? Đó, tại số. Đừng để ngược nha, để ngược là nó không có chạy được mà nó bị hụ. Rồi, giờ mình bắt ốc vô. Quay chi tiết cho anh em coi nha, mà anh em nào tới cái phần này ấy, thì mình dành rồi ấy, thì mình xả mình bỏ cái để nhầm khi mình tua nhanh á, cái mấy anh em khác ấy, không biết ấy, cái coi không được. Cái ống này là vô đây nha, nè hai mặt này đó, mình nhớ nha, đó là nó nằm vậy nha, cái rãnh này nằm bên đây. Để hơi gắn lộn. Giờ mình dặn ốc vô. Xiết xong rồi nha. Gắn cái ống xăng vô. Đây, cái ống xăng mình gắn vô đây. Nhớ kéo cái này lại nha. Để cho nó vụt ra là nó chảy xăng. Tới mình đợi cho nó xuống sân nha nè. Ti vậy là im rồi nghe anh em, chỉnh nhẹ nhẹ vậy thôi, muốn nhỏ nữa thì mình chỉnh nhỏ xuống. Hồi nãy thì mình có
mở cái ốc gió với ốc xăng đó mình chỉ cho anh em rồi đó. Anh em thì con ốc gan ti thì cứ dặn vô là nó lớn thôi. Rồi bây giờ mình gáp hoàn chỉnh rồi nha anh em. À, xong mình gáp bẩn bọn rồi vô đầy đủ cho anh em. À, bây giờ mình nổ máy cho anh em coi nè. Nãy lúc đầu tiên người ta đem lại là chạy lực bực 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 bực. Chạy không có ngọt. Bây giờ mình xúc bình xăng được rồi, anh cá là xe chạy em ru luôn. À, phóng nhẹ là nổ nha anh em. Đổi cần đề luôn nè, phóng nhẹ cái nổ nè. Chung là lâu lâu mình cũng phải xúc bình xăng rồi cho xe đồ nó cặn rồi cho nó sạch sẽ rồi là xe nó chạy ngon rồi nè. Em thấy máy im không? Đó, xúc bình xăng rồi chạy ngon lành, hồi nãy là không có ganh tê luôn, chạy lục 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 chạy lên ga không được. Rồi, video của mình đến đây kết thúc nha anh em. Anh em thấy thích video của mình thì cho mình một đăng ký, một like, một share. Và nhớ nhấn vô cái chuông để mình ra những clip mới thì anh em có theo dõi cho nó dễ. Rồi, bye bye anh em.